Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi đề cập tới một cái thông tin rất nóng liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải. Đó là việc luật sư Trần Hồng Phong và nhiều luật sư khác cùng với gia đình Hồ Duy Hải với các cái nhân chứng đã ký một đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới các cái lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là các ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các cơ quan tư pháp liên quan về những cái chứng cứ mới nhất mà luật sư Trần Hồng Phong và cộng sự đã thu thập được thông qua các cái nhân chứng đưa ra các cái chứng cứ cho thấy Hồ Duy Hải hoàn toàn ngoại phạm và buổi tối xảy ra vụ án tại bưu điện Cầu Voi. Vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, khi Hồ Duy Hải tham dự một lễ tang, ngoài ra người ta còn chứng minh rất nhiều vấn đề liên quan. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, vụ án bưu điện Cầu Voi là một cái vụ án có những cái vi phạm luật pháp hết sức nghiêm trọng trong việc điều tra giải quyết vụ án. Đó là các cơ quan tư pháp đã cố ý tiêu hủy các cái vật chứng, họ thay đổi các cái vật chứng, thậm chí họ bỏ sót các cái chứng cứ pháp y. Đó là những cái dấu vân tay vết máu tại hiện trường. Ngoài ra, thưa quý vị, họ còn bỏ hồ sơ chứng cứ có lợi cho bị cáo Hồ Duy Hải. Thậm chí họ còn bỏ qua một số bằng khai cùng không nhận tội của bị cáo. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tối cao trong phiên tòa giám đốc thẩm, họ đã nhận định những cái vi phạm pháp luật này là có, nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án, nên không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại, theo kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thưa quý vị, ngoài ra, sau cái vụ án giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải, thì Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bàn bạc hướng tới một cái phiên tòa cuối cùng, đó là phiên tòa tái thẩm, để xem xét lại vụ án. Tuy nhiên, thưa quý vị, nó vướng vào cái vấn đề nhân sự đại 13 liên quan tới việc ai sẽ là chánh án. Và một cái bối cảnh như hiện nay, như quý vị đã thấy, ông Nguyễn Hòa Bình, một cái người được cho là phải chịu trách nhiệm chính trong cái vụ án Hồ Duy Hải vì những cái quyết định sai pháp luật, mà như quý vị đã biết, trong cái vụ án đó, ông Nguyễn Hòa Bình đã tham gia từ đầu đến cuối lại ở các cái tư cách khác nhau. Khi thì là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, khi thì là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cuối cùng là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Do đó, một cái sự liên hệ giữa các cái tư cách của ông Nguyễn Hòa Bình đại diện cho cơ quan điều tra, sau đó lại đại diện cho cơ quan công tố, rồi cuối cùng là đại diện cho cơ quan tòa án để đưa ra các phán quyết cuối cùng, thì điều đó pháp luật không cho phép ông Nguyễn Hòa Bình có thể theo đuổi vụ án này. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn nói với quý vị rằng ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình không có giấy chứng nhận là thẩm phán, do đó việc ông Nguyễn Hòa Bình ngồi vào chiếc ghế chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm là một điều hoàn toàn trái với pháp luật. Đó là lý do, thưa quý vị, tại sao tại ba cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm thì Hồ Duy Hải đã bị kết án tử hình về tội giết người, 5 năm tù giam về tội cướp tài sản tổng hợp, hình phạt là tử hình. Tuy nhiên, như quý vị đã biết, gia đình của Hồ Duy Hải đã liên tục kêu oan, và đó là lý do tại sao năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khi đó là Nguyễn Hòa Bình quyết định không kháng nghị vụ án. Rồi đến năm 2012, Chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang cũng bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải. Sau đó, thưa quý vị, trước các cái phản đối cũng như của dư luận trong nước tế cũng như Quốc hội Việt Nam, năm 2014 thì Chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang đã ra quyết định lệnh tạm ngừng cái việc thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Và đây là một cái công việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Tòa án Nhân dân tối cao. Chưa hết, thưa quý vị, ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lúc đó là ông Lê Minh Trí
đã kháng nghị bản án giám đốc thẩm vụ án. Sau khi nhận được đề nghị xem xét, giải quyết đảm bảo đúng pháp luật từ yêu cầu của Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2019, và thưa quý vị, đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, sau 5 ngày xét xử giám đốc thẩm của vụ án Bưu điện Cầu Voi, thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thông qua bỏ phiếu công khai bằng cách giơ tay, quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thưa quý vị, những cái điều đó đã cho thấy các cơ quan tư pháp ở Việt Nam, đặc biệt là Tòa án Nhân dân tối cao của ông Nguyễn Hòa Bình, đã có những cái phán quyết hoàn toàn trái với pháp luật. Và đó là lý do tại sao dư luận xã hội hết sức phẫn nộ về những cái vấn đề đó. Vì vụ án Bưu điện Cầu Voi đã cho chúng ta thấy ở Việt Nam công lý không được coi trọng. Đặc biệt việc xét xử vụ án Bưu điện Cầu Voi không căn cứ theo quy định của luật pháp, không căn cứ vào các cái chứng cứ trực tiếp, đó là các cái dấu vân tay hay những cái dụng cụ gây án, mà người ta hoàn toàn xuất phát từ lời khai của Hồ Duy Hải, mà khả năng rất ngào Hồ Duy Hải đã chịu ép cung bức cung, thậm chí sử dụng nhục hình để có những cái lời khai như vậy. Và những cái điều đó hoàn toàn pháp luật không cho phép. Thưa quý vị, đó là lý do mới đây luật sư Trần Hùng Phong và các cộng sự, cụ thể là 5 luật sư, cũng như gia đình của Hồ Duy Hải, đặc biệt có 2 công dân và 2 nhà báo cùng tham gia một cái lá đơn kêu cứu khẩn cấp, đề nghị xem xét lại vụ án Bưu điện Cầu Voi để trả lại tự do cũng như giải oan cho Hồ Duy Hải. Thưa quý vị, ngay sau khi lá đơn của luật sư Trần Hồng Phong và cộng sự được công bố trên mạng xã hội vào lúc nửa đêm, thì dư luận xã hội đã xôn xao và có những đánh giá rất cao. Họ cho rằng luật sư Trần Hồng Phong không hổ danh là một trí thức, không hổ danh là một luật sư bảo vệ công lý. Luật sư Trần Hồng Phong đã có những cái sự chuẩn bị rất chu đáo, thậm chí chi tiết. Và trong cái đơn kêu cứu khẩn cấp mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị dưới đây, nó là những sự thật khẳng định chắc chắn về tinh thần trách nhiệm của luật sư Trần Hồng Phong trên một cái con đường dài 14 năm tìm công lý cho gia đình Hồ Duy Hải. Song một cái vấn đề quan trọng hơn, đó là người ta lo lắng cho số phận của nền tư pháp Việt Nam. Nếu như không có những cái sự minh oan hoặc các cái quyết định đối với vụ án Bưu điện Cầu Voi, mà ở cái nấc cuối cùng đó là phiên tòa giám đốc thẩm, thì tất cả nền tư pháp Việt Nam sẽ sụp đổ. Như quý vị đã biết, những cái bản án sơ thẩm, phúc thẩm và kể cả giám đốc thẩm của tòa án các cấp, người ta đã cố ý giết chết 13 năm tuổi thanh xuân của Hồ Duy Hải, một người thanh niên hoàn toàn vô tội, thậm chí còn làm cho gia đình Hồ Duy Hải tán gia bại sản, phải bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán vườn để đi cơ quan. Và rõ ràng, thưa quý vị, nó không chỉ giải quyết cho một cái người tử tù oan, đó là Hồ Duy Hải, mà chắc chắn nó còn ảnh hưởng tới số phận của những cái người chịu oan ức trong tương lai. Và chúng tôi khẳng định với quý vị, oan sai đối với vụ án Hồ Duy Hải là một điều chắc chắn, có đầy đủ các chứng cứ cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An, họ đã quá độc ác khi đưa một cái người thanh niên trẻ tuổi, một người hoàn toàn vô tội vào một cái con đường chết. Theo dư luận, chỉ có 2 lý do để cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An họ làm những cái điều vừa kể, đó là: một, có thể họ che giấu cho hung thủ thực sự là người liên quan tới các cán bộ cao cấp ở tỉnh Long An hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề thứ hai, công an điều tra tỉnh Long An phá án để lấy thành tích, để rồi tăng thêm những cái ngôi sao trên quân hàm của các sĩ quan cảnh sát. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một cái đơn của luật sư Trần Hồng Phong và 5 luật sư cũng như gia đình của Hồ Duy Hải, đặc biệt là có 2 nhân chứng, kể cả 2 nhà báo có tên tuổi cùng ký lá đơn. Lá đơn đó với nội dung trình bày và cung cấp các cái chứng cứ ngoại phạm về thời gian, địa điểm của Hồ Duy Hải.
đồng thời với các cái điều kiến nghị khẩn cấp. Thưa quý vị, theo luật sư Trần Hùng Phong, mở đầu lá đơn cho biết, với tư cách là một cái người soạn lá đơn này, tôi tức luật sư Trần Hùng Phong xin chia sẻ một vài thông tin liên quan. Theo đó, đơn này đã được gửi lần đầu vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Đây là một lá đơn theo đánh giá của giới luật gia, là một lá đơn có sức nặng và tầm quan trọng đặc biệt, và khả năng rất cao nó sẽ giúp bình hoàn cho tử tù Hồ Duy Hải. Theo luật sư Trần Hồng Phao, sự dũng cảm yêu công lý của các nhân chứng đã gửi đơn trình bày và cung cấp các cái thông tin tạo nên giá trị chứng minh, và người có công đầu để có lá đơn này. Luật sư Trần Hồng Phong cho biết, tôi xin tri ân và gửi lời cảm ơn đến anh hàng xóm Võ Văn Sân, một công dân ở Tây Ninh. Một người đã bỏ cả năm trời âm thầm để tìm hiểu, và ông Võ Văn Sân đã từng bước gặp thuyết phục các cái nhân chứng liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải, và người ta đã chấp nhận lên tiếng. Đồng thời, luật sư Trần Hồng Phong cảm ơn một YouTuber đã giới thiệu ông Võ Văn Sân cho luật sư Trần Hồng Phong. Theo luật sư Trần Hồng Phong, tôi chỉ là một người chấp bút mà thôi. Thưa quý vị, theo luật sư Trần Hồng Phong, lá đơn dưới đây đã được làm và đã gửi đi khẩn cấp, thậm chí hết sức bí mật. Đó là một điều chưa từng có trong cuộc đời làm luật sư của tôi. Hiện nay được biết, lá đơn này đã tới tay các cái cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt các lãnh đạo cấp cao, và có các đại biểu Quốc hội đã có những ý kiến trả lời. Vẫn theo luật sư Trần Hồng Phong cho biết, theo tôi biết, các cơ quan thẩm quyền đang xem xét và đề nghị chúng ta cùng chờ sau kỳ họp khai mạc Quốc hội khóa 15, phiên họp thứ nhất vào tháng 7 tới đây, khi có các cái nhân vật lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, thì chúng ta bắt đầu có những cái tín hiệu mới. Luật sư Trần Hồng Phong gửi lời cảm ơn tới giảng viên Lưu Đức Quang, giảng viên Đại học Kinh tế Bộ môn Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, đồng thời trân trọng giới thiệu và công khai thêm 4 luật sư đồng hành với luật sư Trần Hồng Phong. Đó là các luật sư Phạm Văn Thọ, Trần Đình Dũng, Phùng Thanh Sơn, Trần Bá Học, tất cả đều thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Theo luật sư Trần Hồng Phong, tôi xin nói rõ hơn, hiện nay còn rất nhiều luật sư trên cả nước đã đang sẵn sàng tham gia trợ lý pháp lý miễn phí cho Hồ Duy Hải. Và chắc chắn đội ngũ luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải sẽ tiếp tục được tăng cường bổ sung về mặt nhân sự. Cũng cảm ơn nhà báo Lê Đại Anh Kiệt, nguyên phó tổng thư ký tòa soạn báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Đức. Theo luật sư Trần Hồng Phong, chúng ta cùng hy vọng và đi trên con đường đúng luật pháp để minh oan cho Hồ Duy Hải, và đề nghị cộng đồng cũng như mọi cá nhân hãy đồng hành và chia sẻ cùng chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, đó là những cái lời phi lộ mở đầu của luật sư Trần Hồng Phong, là người đại diện cho 5 luật sư cũng như gia đình của Hồ Duy Hải, đặc biệt là các cái nhân chứng mới xuất hiện cũng như các cái nhà báo, trong một lá đơn về ngày 20 tháng 5 năm 2021 với nội dung đơn trình bày cung cấp chứng cứ ngoại phạm về thời gian và địa điểm của Hồ Duy Hải và những cái kiến nghị khẩn cấp. Mở ngoặc, 7 nhân chứng có đơn cam kết xác nhận Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Hồ Chi, tức Tư Làng, từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An xác định Hồ Duy Hải vào bưu cục Cầu Voi để sát hại 2 nữ nhân viên. Kính gửi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng kính gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Thưa quý vị, chúng tôi, những người cùng ký tên ở dưới đây là những luật sư được gia đình Hồ Duy Hải mời hỗ trợ pháp lý và kêu oan cho bị án.
trong vụ án hai nữ nhân viên bị sát hại tại biêu cục Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, và những người yêu công lý quan tâm đến vụ án bưu điện Cầu Voi. Kính thưa quý vị, vụ án này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo quyết định kháng nghị số 15 quyết định Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 7 ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và có quyết định giám đốc thẩm số 05-2020 hình sự giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Sau phiên tòa giám đốc thẩm, trên cơ sở tiếp nhận những tài liệu chứng cứ mới, từ tháng 10 năm 2020, tôi, tức luật sư Trần Hồng Phong và gia đình của Hồ Duy Hải đã có đơn kêu oan tố giác việc làm sai lệch hồ sơ vụ án, kiến nghị kháng nghị tái thẩm gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Văn bản đó có đính kèm dưới đây. Trên cơ sở vừa tiếp nhận những tài liệu chứng cứ có nội dung đặc biệt quan trọng và mới nhất thể hiện việc tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, bị án Hồ Duy Hải không hề vào bưu cục Cầu Voi mà đi dự đám tang của ông Hồ Chi, có một tên gọi khác là ông Tư Lan, một người hàng xóm cách nhà Hải 500 mét. Thời điểm Hải có mặt tại đám tang là từ lúc 19:50 đến 21:00. Đó là thời gian trùng với thời điểm mà từ trước đến nay Hồ Duy Hải đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An quy kết vào bưu cục Cầu Voi vào lúc khoảng 19:30 và sau đó ra tay sát hại hai nữ nạn nhân, đó là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân, vào khoảng 20:30 tối ngày 13 tháng 1. Những cái chứng cứ mới này cũng hoàn toàn phù hợp với hai bản khai đầu tiên của Hồ Duy Hải ngày 20 tháng 3 năm 2008 hiện có trong hồ sơ điều tra, nhưng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An cố ý rút khỏi hồ sơ vụ án một cách khuất tất và trái pháp luật. Đó là các cái đơn trình bày xác nhận và cam kết của các nhân chứng có tên sau đây. Một, bà Nguyễn Thị Từ, sinh năm 1952, còn gọi là Từ Lan, vợ ông Hồ Chi, có địa chỉ tại ấp 1 xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Lời trình bày ngày 16 tháng 5 năm 2021 trong clip. Người thứ hai đó là ông Võ. Thưa quý vị, ở đây, theo luật sư Trần Hồng Phong, để đảm bảo bí mật danh tính của các nhân chứng nên chỉ gọi họ và đệm và tên thì đánh dấu XX. Nhân chứng thứ hai, thưa quý vị, đó là ông Võ, sinh năm 1957, địa chỉ ấp 1 xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, có đơn trình bày kèm theo ngày 23 tháng 4 năm 2021. Nhân chứng thứ ba đó là ông Huỳnh, sinh năm 1958, địa chỉ ở ấp 1 xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, có kèm theo đơn trình bày xác nhận và cung cấp thông tin ngày 23 tháng 4 năm 2021. Nhân chứng thứ tư đó là ông Nguyễn, sinh năm 1971, địa chỉ ấp 1 xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Bản tường trình sự việc và cung cấp thông tin ngày 10 tháng 5 năm 2021. Nhân chứng thứ 5 cũng là một người có họ Nguyễn, sinh năm 1983, địa chỉ ấp 1 xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Kèm theo bản tường trình về việc ông này đã gặp Hồ Duy Hải trong đám tang của ông Tư Lan đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, viết ngày 11 tháng 5 năm 2021. Nhân chứng thứ 6 là ông Lê, sinh năm 1957, địa chỉ ở ấp 1, xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, kèm theo một cái đơn trình bày về việc gặp Hồ Duy Hải trong đám tang ông Tư Lan đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008. Đơn trình bày viết ngày 22 tháng 5 năm 2021. Nhân chứng thứ 7 đó là bà Nguyễn, sinh năm 1967, địa chỉ ở ấp 1, xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tờ tường trình đề ngày 16 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, các nhân chứng kể trên đã tự nguyện cung cấp thông tin và đơn xác nhận cho tôi, tức luật sư Trần Hồng Phong,
khẳng định lời trình bày của họ là đúng sự thật. Đồng thời, các nhân chứng đã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời trình bày của mình. Hiện nay, các cái văn bản chính của các cái bản khai luật sư Trần Hồng Phong đang giữ cùng với các đoạn ghi hình, đó là các cái clip về cuộc trao đổi tiếp xúc với các nhân chứng. Trong quá trình tiếp xúc, các nhân chứng đều cho biết họ sẵn sàng trình bày đúng sự thật khi được cơ quan chức năng mời làm việc. Theo luật sư Trần Hồng Phong, tôi sẵn sàng giao nộp bản chính và những cái tài liệu này cho cơ quan cảnh sát điều tra, vụ 7 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khi được yêu cầu. Không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục có thêm các nhân chứng khác với các cái lời khai mới. Sau khi xem xét nội dung và cẩn trọng đánh giá, chúng tôi tập thể luật sư đã khẳng định rằng 100% những cái thông tin đó do các nhân chứng nêu trên cung cấp là điều có sự thật. Đó là tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, từ lúc khoảng 19:50 đến 21:00, thì bị án Hồ Duy Hải đã có mặt tại đám tang của ông Tư Lan. Và Hồ Duy Hải đã phụ giúp việc bưng bê rót nước. Nhiều nhân chứng đã nhìn thấy và nói chuyện về Hồ Duy Hải tại thời điểm đó. Việc Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Tư Lan mà không hề đến bưu điện Cầu Voi tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, nó cũng hoàn toàn phù hợp với những tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải và hàng loạt các cái điểm mâu thuẫn khác trong hồ sơ vụ án mà các luật sư chúng tôi đã phân tích nêu ra trong các cái lá đơn kêu oan cho Hồ Duy Hải đã gửi tới quý vị trong suốt hơn 10 năm qua, đặc biệt còn phù hợp với nội dung nêu trong hai bản lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải một ngày trước khi bị bắt. Đó là bản tường trình do Hải tự viết tay, biên bản ghi lời khai của Hồ Duy Hải ngày 20 tháng 3 năm 2008. Đây là một cái tài liệu đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định là lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải, là một tài liệu có trong hồ sơ điều tra nhưng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An rút khỏi hồ sơ vụ án. Vấn đề này đã được nêu rõ trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15, quyết định Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 7 ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ghi rõ tại trang 9, cũng như quyết định giám đốc thẩm số 05/2020 hình sự giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, ghi tại trang 19 và 20. Nếu những chứng cứ mới này được kiểm tra điều tra lại làm rõ thì chúng tôi khẳng định đủ cơ sở để có thể kết luận Hồ Duy Hải đã bị kết án tử hình oan. Toàn bộ những chứng cứ và lý lẽ kết tội của cơ quan điều tra công an tỉnh Long An chắc chắn sẽ hoàn toàn bị sụp đổ và đồng thời sẽ làm rõ được các cái hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ của vụ án của những người có liên quan. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 điều 399 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về việc công dân có quyền phát hiện tình tiết mới của vụ án và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, nay chúng tôi có đơn này trình bày và giao nộp các cái chứng cứ tài liệu nêu trên đến các quý cơ quan và quý lãnh đạo với một cái mong mỏi vụ án sẽ được giải quyết một cách khách quan đúng luật pháp để Hồ Duy Hải sẽ được minh oan. Cụ thể như sau. Phần 1. Việc cơ quan điều tra công an tỉnh Long An rút khỏi hồ sơ vụ án lời khai đầu tiên không nhận tội của Hồ Duy Hải. Tóm tắt vụ án và kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An về hành vi phạm tội giết người của Hồ Duy Hải. Cụ thể, đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, tại biêu cục Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã xảy ra một cái vụ giết người và nạn nhân là hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi, Nguyễn Thị Ánh Hồng, 22 tuổi và Nguyễn Thị Thu Vân, 21 tuổi. Khám nghiệm hiện trường sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được một số dấu vân tay dính máu của hung thủ đã được ghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường. Ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải đã bị bắt và khởi tố về hành vi giết người cướp tài sản theo kết luận điều tra số 68 kết luận điều tra PC14
ngày 29 tháng 8 năm 2008 và cáo trạng số 97 quyết định kiểm sát điều tra ngày 1 tháng 10 năm 2008 đã kết luận Hồ Duy Hải là hung thủ duy nhất đã thực hiện hành vi giết hai nữ nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An xác định như sau. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải đi xe máy đến với cục cầu Voi vào lúc khoảng 19h30, vào bên trong ngồi nói chuyện với nạn nhân Hồng. Lúc khoảng 20h30, Hải đưa tiền cho nạn nhân Vân ra ngoài mua trái cây và sau đó đã ra tay giết nạn nhân Hồng. Khi nạn nhân Vân mua trái cây về, bị Hải giết tiếp. Hải đã dùng một con dao inox tại biêu cục cắt cổ hai nạn nhân vừa kể. Việc kết tội giết người đối với Hồ Duy Hải của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An duy nhất dựa vào hai cơ sở chứng cứ, đó là một, bản thân Hồ Duy Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình; hai, có một nhân chứng có tên là Đinh Vũ Thường vào bưu cục cầu Voi gọi điện thoại lúc 19h39 và đã nhìn thấy Hồ Duy Hải đang ngồi nói chuyện với nạn nhân Hồng cùng với một chiếc xe gắn máy đậu ngoài sân. Đó là lý do ngày 28 tháng 11 năm 2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, ra một cái bản án số 97-2008, hình sự sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải về hai tội danh, giết người và cướp tài sản. Sau đó, ngày 28 tháng 4 năm 2009, Tòa án Phúc thẩm Tòa án Tối Nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm có bản án số 281-2009, hình sự phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Vấn đề thứ hai, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân Tối cao đều có chung một ý kiến thống nhất nói về lời khai đầu tiên ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Hồ Duy Hải. Theo đó, suốt 14 năm vừa qua, gia đình của Hồ Duy Hải và các luật sư đã liên tục gửi đơn kêu oan cho Hồ Duy Hải, đề nghị giám đốc thẩm đối với hai bản án kết tội Hồ Duy Hải. Vì cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan, có quá nhiều tình tiết mâu thuẫn, vô lý, thậm chí hàng loạt dấu hiệu thể hiện có sự cố ý làm sai lệch hồ sơ của vụ án của điều tra viên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An. Và ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15 quyết định Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vụ 7. Trong quyết định này, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chỉ ra hàng chục dấu hiệu vi phạm, sai phạm trong quá trình điều tra, đề nghị phải hủy cả hai bản án sơ thẩm phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Đặc biệt tại trang 9, nội dung như sau. Cụ thể, lời khai đầu tiên ngày 20 tháng 3 năm 2008 của bị cáo Hồ Duy Hải không nhận tội, nhưng bản khai này và một số lời khai nhân chứng đã không được cơ quan điều tra đưa vào hồ sơ của vụ án. Những tài liệu này trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra. Qua kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, lần đầu tiên tôi, tức luật sư Trần Hồng Phong, cũng như gia đình của Hồ Duy Hải biết rằng Hồ Duy Hải đã có một cái bản khai đầu tiên vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, một ngày trước khi Hồ Duy Hải bị bắt, và Hải đã không nhận tội. Sau đó, tại phiên tòa giám đốc thẩm mùng 6 tới ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm số 05-2020, hồ sơ giám đốc thẩm, bác bỏ toàn bộ nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Riêng đối với lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải trong quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã nhận định và kết luận nguyên văn tại mục 16, đó là về lời khai ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Hồ Duy Hải, theo trình bày của cơ quan điều tra tại phiên tòa giám đốc thẩm, tại lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải ngày 20 tháng 3 năm 2008, Hải đã trình bày về việc sử dụng thời gian ngày 13 tháng 1 năm 2008. Kết quả xác minh, Hải khai không đúng sự thật, nên cơ quan điều tra không đưa vào hồ sơ xét xử vụ án, nhưng được lưu trong hồ sơ nghiệp vụ của cơ quan công an. Việc không lưu các cái lời khai trong hồ sơ của vụ án
Đó là một thiếu sót nghiêm trọng của cơ quan điều tra. Tại phiên tòa giám đốc thẩm, cơ quan điều tra đã công bố những tài liệu này cho hội đồng giám đốc thẩm qua xem xét những tài liệu kể trên, tuy không được lưu trong hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật, nhưng nội dung của cái tài liệu này không làm ảnh hưởng đến bản chất của vụ án nên không cần thiết phải điều tra lại. Trong khi đó, theo luật sư Trần Hồng Phong, ý kiến của chúng tôi là qua nội dung nêu trong quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã cho thấy, một, việc Hồ Duy Hải có bản khai đầu tiên ngày 20 tháng 1 năm 2008 không nhận tội và trình bày về sử dụng thời gian tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 là điều có thật. Bản khai này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An rút khỏi hồ sơ của vụ án nhưng vẫn còn lưu trong hồ sơ điều tra. Việc hiện nay vẫn còn lưu tài liệu này là một thuận lợi đặc biệt giúp cho cơ hội để cấp có thẩm quyền có thể xác minh điều tra lại, làm rõ và sáng tỏ các tình tiết mà Hồ Duy Hải nêu trong bản khai ngay trong cái thời điểm hiện nay. Vấn đề thứ hai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã xác minh lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải. Tuy nhiên kết quả xác minh như thế nào? Tới nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và gia đình của Hồ Duy Hải cũng như các luật sư bào chữa không hề được biết, mà chỉ có Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao biết và kết luận Hải khai không đúng sự thật. Bất luận thế nào thì nhất thiết cũng cần phải làm sáng tỏ công khai việc Hồ Duy Hải đã khai gì về việc sử dụng thời gian tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 trong bản lời khai ban đầu và kết quả xác minh của cơ quan điều tra về việc này như thế nào, liệu có thực sự chính xác và khách quan hay không. Nếu xác minh không khách quan, không đúng, dẫn đến những hậu quả kết tội oan cho Hồ Duy Hải thì sẽ xảy ra những vấn đề gì? Trong khi đây là một cái vụ án hình sự thông thường, việc xét xử là phải công khai, tại sao lại phải giấu, tại sao lại phải rút hồ sơ ra khỏi vụ án? Vấn đề thứ ba, Hồ Duy Hải khai đi dự đám tang ông Tư Lan từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008. Trong lời khai đầu tiên, ngày 20 tháng 3 năm 2008, cụ thể, sau phiên tòa giám đốc thẩm, chúng tôi đã tiếp nhận được hai bản lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án nói trên. Đó là hai tài liệu cụ thể như sau. Một, bản tường trình viết tay của Hồ Duy Hải ngày 20 tháng 3 năm 2008, bút lục VKF 114-115. Tài liệu thứ hai là biên bản ghi lời khai của Hồ Duy Hải do điều tra viên Nguyễn Văn Minh thực hiện lúc 19:30 ngày 20 tháng 3 năm 2008, bút lục VKF 7273. Theo đó, lời khai của Hồ Duy Hải tại hai bản khai kể trên hoàn toàn giống nhau. Hồ Duy Hải khai tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, từ 20 giờ đến 21 giờ, Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Tư Lan. Cụ thể, ngày Chủ nhật 13 tháng 1 năm 2008, đến chiều tối khoảng 18 giờ, do đặt cược bóng đá thiếu tiền, nên một mình tôi đi xe Honda Wave S màu đen biển số 62K83040 đến tiệm cầm đồ Thuận Hưng cầm điện thoại di động Nokia 1N73 được 1.500.000 đồng. Tôi, tức Hồ Duy Hải, về nhà gặp Đang con ông Thắng cùng xóm. Tôi và Đang đến quán cà phê Thượng, ngã ba Bình Ảnh, đi vào 1 km ấp 1 Nhị Thành. Tôi đã đưa cho Đang 1.500.000 đồng để Đang thanh toán tiền cá cược bóng đá đêm hôm trước. Thanh toán xong lúc này khoảng 19 giờ, một mình tôi đi về nhà để xe Honda tại nhà. Tôi tiếp tục đi bộ đến nhà 2A mẹ của Luân khoảng 400 mét. Ở đó tôi hút xong điếu thuốc, mượn xe Honda Wave màu đen Trung Quốc biển số 62A3976 của bà 2A, chạy xuống đám ma nhà Tư Lan khoảng 600 mét. Tôi đến đám ma khoảng 20 giờ thì gặp Thời 22 tuổi, con nhà Tám Phát,
Hiếu 25 tuổi, con nhà Ba Xanh, Tùng Trinh 22 tuổi, con nhà Bảy Tiếu, và anh Vinh 27 tuổi, con dì Ba Rưỡi, chú Hải 32 tuổi, con ông Ba Mười. Tất cả ngồi nhậu chung một bàn với cậu Ba Thẹo, con bà Tư Nghiêm, cậu Tám Thọ 53 tuổi, con Năm Gà, anh Thiếu, con cô Ba Hậu, anh Út, con anh Tám 32 tuổi, con Tú Ú, cậu em 37 tuổi, có tên là anh Thái, tám thốt nốt. Đến 21 giờ, một mình tôi đi về nhà 2A, xem bóng đá cùng với anh Hoàng, anh Điền, còn Năm Phước tại quán 2A đến 5 giờ sáng hôm sau, ngày 14 tháng 1 năm 2008. Tôi về đến nhà khoảng 7 giờ sáng, có anh Tân, con Năm Lê, nói có hai người phụ nữ bị giết ở bưu cục Cầu Voi, nên tôi mới biết Hồng và Vân bị giết cho đến nay. Tôi cũng không có đi đám tang của Hồng và Vân. Ghi chú, ngày 16 tháng 5 năm 2021 vừa qua, tôi, tức luật sư Trần Hồng Phong, đã trực tiếp đến nhà bà Tư Lan, vợ ông Tư Lan, và được bà Tư Lan cho biết tên bà có tên thật là bà Nguyễn Thị Từ, có chồng ông Tư Lan tên thật là ông Hồ Chi. Bà Tư Lan đã khẳng định Hồ Duy Hải đến dự đám tang chồng bà trong một cái lá đơn kèm theo. Theo luật sư Trần Hồng Phong, không chỉ trong hai bản khai đầu tiên nói trên, mà trong cả hai phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm thể hiện trong biên bản tòa sơ thẩm ngày 28 tháng 1 năm 2008 và biên bản tòa phúc thẩm ngày 28 tháng 4 năm 2009. Tất cả đều thể hiện Hồ Duy Hải nhiều lần nói mình không giết người, mà chỉ khai và tối ngày 13 tháng 1 không đến bưu cục Cầu Voi. Ngoài ra, việc Hồ Duy Hải còn có thể nhớ khai chi tiết và cụ thể như vậy, nếu xét trong một cái ngữ cảnh không thường là một cái điều rất khó, vì lúc khai cách sự kiện đã 66 ngày. Tuy nhiên vì ngày hôm đó có hai sự kiện đặc biệt gắn liền, đó là việc hai cô gái bị giết tại bưu cục Cầu Voi ngay gần nhà, và Hải đi cầm điện thoại nên Hồ Duy Hải nhớ hôm đó mình đi đám tang ông Tư Lam, là một cái điều hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. Phần thứ hai, theo luật sư Trần Hồng Phong, đó là các cái tình tiết chứng cứ ngoại phạm về thời gian và địa điểm của Hồ Duy Hải. Đây là những vấn đề chưa từng công bố. Theo đó, thứ nhất, lời trình bày có cam kết của các nhân chứng, nội dung có sự thống nhất, đều khẳng định tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, từ khoảng 20 giờ đến 21 giờ, Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Hồ Chi, tức ông Tư Lan, đúng như lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải. Theo đó, trong thời gian một tháng qua, tôi, tức luật sư Trần Hồng Phong, đã tiếp nhận được 6 bản khai lời trình bày của 6 người dân cư trú tại ấp 1 xã Nhị Thành, cùng xóm với bị án Hồ Duy Hải. Theo đó, ấp 1 là một xóm nhỏ với chỉ khoảng 20 hộ dân, sống gần nhau trong bán kính chưa tới 1 km. Đó là lý do hầu hết mọi người đều quen biết nhau. 6 nhân chứng có tên dưới đây đều khẳng định tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, khoảng thời gian từ 19:50 đến 21 giờ, họ đã gặp, nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt ở đám tang ông Tư Lan. Mọi người đều thấy Hồ Duy Hải có hành động phụ giúp gia đình bà Tư Lan, cụ thể là rót trà mời khách tại đám tang. Các nhân chứng đều bày tỏ mong muốn đưa sự thật phải được làm rõ, bảo đảm không để oan cho Hồ Duy Hải. Cụ thể, các nhân chứng đã trình bày và xác nhận những cái lời khai trong đơn như sau. Thứ nhất, lời trình bày và xác nhận của bà Nguyễn Thị Tư, tức Tư Lan, sinh năm 1952. Bản khai này, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Cụ thể, chồng tôi mất ngày 12 tháng 1 năm 2008 khi xe chở xác về nhà. Lúc đó đã rất tối, khoảng 20 giờ. Xe thì bị tắt máy 2 lần. Gia đình tẩm liệm nhập quan và báo tang ngày hôm sau 13 tháng 1 năm 2008. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, cháu Hồ Duy Hải có đến phụ giúp đám tang chồng tôi. Tại đám tang, cháu Hải phụ bưng bê chén đĩa rót nước trà mời khách. Tôi nhận ra cháu Hải vì cháu Hải là người rất nổi bật, dáng cao, da trắng. Qua ngày hôm sau, ngày 14 tháng 1,
khi đưa chồng tôi đi chôn, thì cháu Hải là người khiêng quan tài chồng tôi khi hạ huyệt. Tôi biết rất rõ cháu Hải, vì cháu Hải là người trong xóm thường mua bánh mì của gia đình tôi. Thường ngày cháu Hải gọi tôi là dì, tính hiền, rất lễ phép. Chứng cứ thứ hai đó là trình bày và xác định của ông Võ, một người sinh năm 1957. Đơn trình bày về việc xác nhận và cung cấp thông tin về Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Hồ Chi, tức Tư Lan, đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008. Đơn trình bày viết ngày 23 tháng 4 năm 2021. Cụ thể, tôi xác nhận từ 13 tháng 1 năm 2008, chưa có cơ quan chức năng nào đến phỏng vấn tôi về hỏi tôi về việc Hồ Duy Hải có ở đám tang ông Hồ Chi nêu trên hay không. Này có một việc liên quan, tôi muốn xác nhận và cung cấp cho cơ quan chức năng như sau. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, tôi đến viếng đám tang ông Hồ Chi vào lúc 18 giờ. Đến gần 20 giờ, thì thấy cháu Hải, con cô Loan, đến phụ đám tang ông Hồ Chi, tức Tư Lan. Hải phụ bưng, dọn trà, nước, bánh để đãi khách. Hơn 20 giờ tôi về, khoảng vào 20 giờ 15 phút. Tôi về lúc đó cháu Hải đang phụ đám. Sau đó tôi không biết cháu Hải làm gì, đi đâu. Tôi cam đoan sự việc trình bày trên là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kể trên. Văn bản thứ ba, thưa quý vị, đó là đơn trình bày và xác nhận của ông Huỳnh, sinh năm 1968. Đơn trình bày xác nhận và cung cấp thông tin đề ngày 23 tháng 4 năm 2021. Cụ thể, vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, khi tôi đóng cửa tiệm tạp hóa xong, thì đi vào đám ma anh Tư Lan, tức Hồ Chi, ở xóm chùa. Đến đám tang lúc đó khoảng 19:30, tôi thăm hỏi ngồi nói chuyện một lúc. Khoảng 30 phút sau, thì thấy cháu Hồ Duy Hải, con chị Loan, có đến phụ bưng dọn trà nước ở đám tang anh Tư Lan, tức Hồ Chi. Và cháu Hải có đến bàn của tôi ngồi. Cháu Hải có nói, cháu chào cậu Bảy đến dự đám tang hả? Và tôi cũng chào cháu Hải. Trong đám tang lúc đó rất đông người đến dự. Tôi thì vẫn thấy cháu Hải bưng trà nước vô tiếp mấy bạn khác cùng với đám. Đến khoảng 21 giờ thì Hải có đến hỏi đi về. Còn tôi thì còn ở lại trò chuyện cùng với mấy anh em trong xóm. Đến 22 giờ thì tôi mới về. Lời trình bày của tôi kể trên là sự thật, tôi xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong suốt thời gian qua, tôi không thấy ai là người đại diện đến hỏi xác nhận ở tôi. Một cái lá đơn trình bày thứ tư xác nhận của ông Nguyễn, sinh năm 1979. Cụ thể, bàn tường trình sự việc và cung cấp thông tin ngày 10 tháng 5 năm 2021. Cụ thể, khoảng 19 giờ đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, tôi từ nhà vợ ở thị trấn Thủ Thừa vào đám tang ông Tư Lan, tức ông Hồ Chi. Tôi vào viếng tang, ngồi vào bàn cùng mấy người trong xóm, ngồi uống trà cùng nhâm nhi với người bạn cùng xóm như bé Tư tên Hiệt, cu Anh, cậu Hải Em, Tín, cậu Thu, Măng, Hà, Tuyền, trung bàn, cạnh bàn, Thiên. Trong đám tang tôi thấy có người Bảy Tèo, tức Bảy Thanh, Ba Thẹo, cậu Hai Hùng. Tôi ngồi khoảng 20 giờ thì thấy Hải vào giữ đám tang. Hải có gật đầu chào tôi và mấy anh em ngồi chung. Tôi thấy Hải vào có phụ đám bưng bê trà nước và đồ ăn ở trong đám. Khoảng 20:30, tôi chuẩn bị về, có Hải lại ngồi chung bàn nói chuyện với nhau vài câu. Tôi đứng dậy chào bàn đi về và có vỗ vai với Hải nói, có chơi thì đừng khuya quá để về nghỉ ngơi. Tôi tranh thủ về phụ vợ chăm lo sữa uống, ru con tã ướt vì con tôi còn nhỏ, và nghỉ ngơi để sáng mai đi làm. Tôi làm nghề xe ôm. Từ đêm giữ đám tang ông Tư Lan đến ngày hôm nay, tôi xác thực không có cơ quan nào đến hỏi tôi có gặp Hải đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 trong đám tang đó hay không. Những cái lời trình bày của tôi kể trên hoàn toàn đúng sự thật. Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Văn bản thứ 5, thưa quý vị, là một cái đơn xác nhận trình bày của ông Huỳnh, sinh năm 1983.
Thưa quý vị, ở đây xin nhắc lại, theo luật sư Trần Hồng Phong, vì lý do bảo mật thông tin cá nhân của các nhân chứng, do đó chỉ đưa họ, on, đệm và tên, thì đánh dấu XX. Theo cái bản tường trình về việc gặp Hồ Duy Hải trong đám tang ông Tư Lan đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, đề ngày 21 tháng 5 năm 2021, cụ thể, tôi đến phụ đám tang ông Tư Lan vào lúc hơn 6 giờ 30 tối. Trên đường đi, tôi gặp Hải khúc gần chùa. Tôi có nói chút nữa, lại đi phụ đám, khách đông lắm. Hải nói, đi trước đi, tắm xong, tao lại. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi thấy Hải đến, lúc đó khoảng 7 giờ 50. Chúng tôi phụ việc trong đám, cụ thể là dọn bàn, chén đũa, nước đá. Khoảng 9 giờ tối, Hải đi về. Tôi không biết Hải đi đâu. Tôi tiếp tục phụ dọn dẹp đến gần 5 giờ sáng mới về nhà. Trong đám tang tôi thấy rất nhiều người đi dự như anh Thanh tức Bảy Tèo, anh Tín, Cu anh Măng, Hà Tuyền, chú Hải Em, cậu Thu, anh Ba Thẹo. Tôi còn nhớ khoảng ngày 22 hoặc ngày 23 tháng 3 năm 2008, anh Nguyễn Công Thanh Hải, công an của xã Nhị Thành, có đến gặp tôi nói lên xã Nhị Thành có chút việc. Khi đến, tôi được lấy lời khai bởi một anh không mặc đồ công an. Anh này hỏi tôi và ghi biên bản là có thấy Hải đi dự đám tang ông Tư Lan hay không, và tôi đã trình bày tôi có gặp Hải ở đó. Sau đó tôi ký biên bản và ra về. Và từ bữa đó cho đến nay không có cơ quan chức năng nào hỏi tôi nữa. Đây là những trình bày của tôi đúng sự thật. Xin gửi tới quý cơ quan giúp vụ án mau sáng tỏ. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những trình bày kể trên trước pháp luật. Chưa hết, thưa quý vị, trong đơn trình bày thứ 6 của ông Lê sinh năm 1953 với nội dung đơn trình bày về việc xác nhận và cung cấp thông tin Hồ Duy Hải có mặt trong đám tang của ông Hồ Si đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008. Đơn trình bày này được viết ngày 22 tháng 5 năm 2021. Cụ thể, tôi xác nhận ngày 13 tháng 1 năm 2008 cho đến nay, chưa có cơ quan chức năng nào vào phỏng vấn tôi hay hỏi tôi về việc Hồ Duy Hải có mặt ở đám tang ông Hồ Chí hay không. Này, có một cái sự việc tôi muốn xác nhận và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Cụ thể, tối ngày 13 tháng Giêng năm 2008, tôi đến viếng đám tang ông Hồ Chí vào lúc 19 giờ đến gần 20 giờ, thì thấy Hồ Duy Hải, con của chị Loan, đến phụ đám tang ông Hồ Chí. Đến khoảng 21 giờ tôi về, còn Hồ Duy Hải về khi nào thì tôi không biết. Trên đây là sự việc tôi thấy và xác nhận đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kể trên. Thưa quý vị, đơn trình bày thứ 7 và xác nhận của bà Nguyễn sinh năm 1967. Nội dung cụ thể, tờ tường trình ngày 16 tháng 5 năm 2021. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, tôi đi đám ma Hồ Chí tức Tư Lan. Tôi hỏi Hồ Duy Hải tối con đi đám ma đã cúng tiền điếu cho mẹ con chưa? Nếu chưa, út tôi cúng dùm. Thì Hồ Duy Hải nói, tối nay con cũng cúng dùm mẹ rồi, út khỏi cúng nữa. Sau khi Hồ Duy Hải bị bắt vài ngày, có điều tra viên Trần Quang Tiến và ông Nguyễn Công Đình đến hỏi tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hồ Duy Hải làm gì? Tôi nói Hồ Duy Hải đi đám ma. Hai điều tra viên nói, ồ, Duy Hải đâu nói đi đám ma mà bà nói, không ghi lời khai của tôi vào giấy gì cả. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, có gì sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp. Thưa quý vị, một cái vấn đề lớn đó là về việc tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang của ông Tư Lan tức ông Hồ Chí. Theo luật sư Trần Hồng Phong và cộng sự, đây là một cái chứng cứ ngoại phạm rõ ràng và vững chắc của Hồ Duy Hải. Nó chứng minh Hải không phải là hung thủ giết người tại bưa cổ Cầu Voi. Theo luật sư Trần Hồng Phong và các cộng sự cho rằng, một, những cái lời trình bày và xác nhận của các cái nhân chứng như vừa kể trên đây đều rất mới, đó là những cái văn bản xác nhận vào tháng 4 tháng 5 năm 2021. Và nếu đối chiếu với các cái lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải,
ngày 20 tháng 3 năm 2008. Nó hoàn toàn trùng khớp, thậm chí chính xác 100%. Mặc dù giữa hai bên hoàn toàn không hề gặp mặt nhau 14 năm qua. Vấn đề thứ hai là nhân chứng Huỳnh đã từng được cơ quan cảnh sát điều tra lấy lời khai, có ký vào biên bản tại thời điểm Hồ Duy Hải vừa bị bắt. Theo đó, ông Huỳnh đã khẳng định khi đó đã khai có thấy Hồ Duy Hải tại đám tang. Thế nhưng trong quyết định giám đốc thẩm, hội đồng thẩm án tòa án nhân dân tối cao lại xác định rằng Hải khai không đúng. Rõ ràng là rất bất thường và vô lý so với lời khai của ông Huỳnh. Thậm chí có khả năng lời khai của nhân chứng Huỳnh đã bị chỉnh sửa hoặc hủy bỏ. Vấn đề thứ ba, theo luật sư Trần Hồng Phong và các cộng sự, cần phải nói thêm là trong vụ án này, việc nhiều tài liệu, lời khai của nhân chứng bị sửa, thậm chí rút khỏi hồ sơ của vụ án là một cái điều rất bình thường. Ví dụ như lời khai của nhân chứng Lê Thị Thu Hiếu bị cơ quan điều tra chỉnh sửa, lời khai của nhân chứng Đình Vũ Thường thì bị chỉnh sửa viết thêm. Hội đồng thẩm phán đã kết luận ngay trong quyết định giám đốc thẩm. Điều này đã cho thấy việc lời khai của nhân chứng Hiển hay ai khác có thể khai nhìn thấy Hải tại đám tang, nhưng nếu có bị sửa hay rút bỏ thì cũng không có gì là bất ngờ cả, mà chỉ càng cho chúng ta thấy rõ dấu hiệu cố ý làm sai lệch hồ sơ của vụ án, cố ý kết tội một cách vô cùng độc ác đối với Hồ Duy Hải. Vấn đề thứ tư, ngay từ thời điểm Hồ Duy Hải bị bắt tháng 3 năm 2008, theo luật sư Trần Đồng Phong và các cộng sự, ít nhất đã có sự phù hợp chính xác với lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải với các lời khai của nhân chứng ông Huỳnh, bà Nguyễn. Và nếu những cái lời khai này được sử dụng theo đúng quy định thì rõ ràng đây là những cái tình tiết ngoại phạm rất rõ ràng và vững chắc của Hồ Duy Hải. Thế nhưng thật đau lòng và đáng phẫn nộ khi những chứng cứ đặc biệt quan trọng này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An chủ động rút bỏ, loại khỏi hồ sơ của vụ án. Thưa quý vị, vấn đề thứ ba mà luật sư Trần Hồng Phong và các cộng sự gửi tới các quý vị đó là những cái vấn đề bất thường trong việc hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Họ đã đơn phương kết luận Hải khai không đúng sự thật theo nội dung thể hiện tại mục 16 quyết định giám đốc thẩm số 05/2020 hình sự giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã kết luận rằng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An có đi xác minh và cho rằng Hồ Duy Hải khai không đúng sự thật nên cơ quan cảnh sát điều tra không đưa vào hồ sơ của vụ án. Và đây là một thiếu sót. Tuy nhiên những cái vi phạm thiếu sót này không làm ảnh hưởng đến việc xác định bản chất của vụ án. Liên quan tới vấn này, chúng tôi muốn nói rằng một, không có cái điều luật nào trong bộ luật tố tụng hình sự quy định rằng vi phạm thiếu sót trong điều tra không làm thay đổi bản chất của vụ án. Đó là chưa nói tới việc trong khi hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao cho rằng đó là thiếu sót thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lại cho rằng đây là những cái vi phạm nghiêm trọng. Điều này được thể hiện rõ trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Vấn đề thứ hai, tại sao lại không công khai kết quả điều tra của công an tỉnh Long An? Và căn cứ nào để có thể kết luận Hồ Duy Hải khai không đúng trong việc đi dự đám tang ông Tư Lan, trong khi có nhiều nhân chứng khai họ đã nhìn thấy Hải, thậm chí nói chuyện với Hồ Duy Hải? Vấn đề thứ tư, việc cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An tự ý rút kết quả xác minh ra khỏi hồ sơ của vụ án, bất luận thế nào đều là trái pháp luật, sai nguyên tắc. Đây là một cái hành vi vi phạm luật tố tụng hình sự hết sức nghiêm trọng. Vì trách nhiệm của cơ quan điều tra, họ phải tôn trọng sự thật khách quan bao gồm cả cái tình tiết xác định bị can vô tội. Vấn đề thứ năm, theo hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thì cơ quan cảnh sát điều tra đã chỉ công bố tài liệu này cho hội đồng giám đốc thẩm. Nhưng cụ thể là gì thì tại phiên tòa giám đốc thẩm, những người tham dự như đại diện của Viện Kiểm sát, luật sư, người cung cấp chứng cứ hoàn toàn không được biết. Điều này rõ ràng là không đúng với quy định tại bộ luật tố tụng hình sự. Đặc biệt là khi tại phiên tòa, phía Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đề nghị cần phải công khai các cái tài liệu điều tra này, nhưng đã không được chấp nhận.
Vấn đề thứ 6, theo quy định của luật pháp, bất kỳ một bị can nào khi bị đưa ra truy tố, bắt buộc phải thông qua và thực hiện bởi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và việc thể hiện qua bản cáo trạng và lời buộc tội tại phiên tòa xét xử. Cơ quan điều tra chỉ có một chức năng điều tra chứ không có chức năng kết tội. Kết quả tài liệu điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra hoàn toàn có thể bị Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra lại, điều tra bổ sung. Như vậy, việc tại phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Bưu điện Cầu Voi, khi phía Viện Kiểm sát không chấp thuận kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Long An yêu cầu phải công khai kết quả xác minh về việc Hồ Duy Hải không đi dự đám ma mà vẫn không chấp nhận, thì việc xét xử và kết luận của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao liệu có đảm bảo đúng quy trình của pháp luật và khách quan hay không? Hay phải chăng ngẫu nhiên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vô hiệu hóa, loại bỏ vai trò Viện Kiểm sát tại phiên tòa? Theo luật sư Trần Hồng Phong và các cộng sự, có thể nói việc làm rõ tình tiết Hồ Duy Hải có đi dự đám tàng tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 hay không, nó là một điều hết sức quan trọng, vì đây là tình tiết xác định Hồ Duy Hải có thật sự phạm tội hay bị kết án oan. Chúng tôi cho rằng tình tiết này tới nay vẫn chưa rõ, tài liệu xác minh đang bị rút khỏi hồ sơ của vụ án một cách trái pháp luật, nhất thiết cần phải làm rõ trong bối cảnh Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Kính thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, kính thưa các quý cơ quan thẩm quyền, vụ án Bưu điện Cầu Voi Hồ Duy Hải kêu oan đã được dư luận cả nước quan tâm, thậm chí dư luận quốc tế, Liên Hợp Quốc cũng đã từng có kháng cự gửi nhà nước Việt Nam. Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu giải quyết vụ án đúng luật. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội bà Lê Thị Nga từng có văn bản đề nghị xem xét giám đốc thẩm, đồng thời nêu ra hàng loạt điểm bất thường đã nêu trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 23 tháng 11 năm 2019. Đây là một cái vụ án hình sự thuần túy về tội giết người cướp tài sản, hoàn toàn không có yếu tố chính trị hay bí mật quốc gia. Theo quy định, việc xét xử phải được công khai, không có gì phải che giấu. Thế mà, một, tình tiết mâu thuẫn vẫn chưa được làm rõ sau phiên tòa giám đốc thẩm. Cụ thể, mặc dù trong quyết định kháng nghị số 15 quyết định Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 7 ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nêu ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng của cơ quan cảnh sát điều tra, dù phiên tòa giám đốc thẩm đã qua, nhưng cho đến nay, rất nhiều tình tiết mâu thuẫn quan trọng và liên quan đến cơ sở kết tội đối với Hồ Duy Hải, cũng như việc xác định sự thật khách quan chưa được làm rõ. Chẳng hạn như, một, dấu vân tay thu được tại hiện trường là của ai? Tại sao cơ quan cảnh sát điều tra lại rút kết luận giám định dấu vân tay không đưa vào kết luận điều tra? Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng kết luận giám định dấu vân tay không phải là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải, thì dựa trên nguyên tắc khoa học nào? Vấn đề thứ hai, tại sao cơ quan cảnh sát điều tra Long An đã rút khỏi hồ sơ vụ án những cái lời khai ngay sau khi xảy ra vụ án, trước khi bắt Hồ Duy Hải, của hai nhân chứng nghi can hàng đầu đó là Nguyễn Mi Son và Nguyễn Văn Nghị? Vấn đề thứ ba, tại sao lại phải rút khỏi hồ sơ vụ án kết quả xác minh về việc Hồ Duy Hải dự đám tang ông Tư Lan vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, vân vân và vân vân. Một cái điều đáng kể hơn đó là hàng loạt các cái sai phạm vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình điều tra là một cái điều có thật, đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao kết luận trong kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là đúng. Cụ thể, tại mục 18 quyết định giám đốc thẩm số 05/2020 hồ sơ giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao kết luận nguyên văn: từ những nhận định trên xét thấy, trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra có một số vi phạm, thiếu sót trong việc khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, giám định pháp y, nhận dạng, cụ thể, không thu giữ các vật chứng gây án khi khám nghiệm hiện trường,
đó là con dao, chiếc thớt, chiếc inox. Thứ hai, ghi nhận không chính xác về hung khí gây án, không trưng cầu giám định ngay vết máu thu được khi khám nghiệm hiện trường, không ra quyết định trưng cầu để xác định thời điểm chết của nạn nhân, biên bản nhận dạng của anh Vũ Đình Vũ Thường, anh Nguyễn Mì Son không có người chứng kiến, biên bản ghi lời khai của chị Lê Thị Thu Hiếu có sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai. Vấn đề thứ năm, không đưa vào hồ sơ một số tài liệu như các biên bản ghi lời khai, người làm chứng, Đình Vũ Thường, Nguyễn Mì Son trước ngày phát hiện ra Hồ Duy Hải, lời khai của các anh Phùng Phụng Hiếu, Nguyễn Mì Son, Nguyễn Văn Nghị, lời khai của Hồ Duy Hải, 4 bản cung, 23 bản tường trình, bản tự khai, sơ đồ do Hải vẽ, viết, trong đó có lời khai ngày 20 tháng 3 năm 2008. Theo luật sư Trần Hùng Phong và các cộng sự, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với những cái vấn đề vừa kể là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, những cái việc vi phạm, thiếu sót này, theo kết luận của Hội đồng Thẩm phán, nó không làm ảnh hưởng đến việc xác định bản chất của vụ án. Chúng tôi, tức luật sư Trần Hùng Phong và các cộng sự khẳng định, việc Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao kết luận những cái vi phạm thiếu sót này không làm ảnh hưởng đến việc xác định bản chất của vụ án là một điều hoàn toàn không thỏa đáng, thiếu khách quan và không đúng, hoàn toàn không có các căn cứ pháp luật. Này, với những chứng cứ mới đã trình bày trên đây liên quan trực tiếp đến lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải, mà Hồ Duy Hải không nhận tội, đã bị rút khỏi hồ sơ của vụ án, chúng tôi xin được kiến nghị tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, cũng như quý các cơ quan có thẩm quyền những đề nghị cụ thể. Một, cần phải khẩn trương xác minh làm rõ nội dung thông tin từ việc Hồ Duy Hải dự đám tang ông Hồ Chi, tức ông Tư Lan, nêu trong các cái đơn trình bày và xác nhận của các nhân chứng mà chúng tôi cung cấp trong đơn này. Chúng tôi tin rằng đây là một cái sự thật khách quan và là chứng cứ ngoại phạm mới nhất, rõ ràng, vững chắc nhất của Hồ Duy Hải về thời gian và địa điểm tối ngày xảy ra vụ án tại biệt điện Cầu Voi. Vấn đề thứ hai, cần thiết yêu cầu kiến nghị mở một cái phiên họp xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, bởi vì đủ căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 404 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đã quy định. Cụ thể, khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết liên quan có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cần phải mở một phiên họp để xem xét lại quyết định đó. Vấn đề thứ ba, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho phép Hồ Duy Hải được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do gia đình bảo lãnh trong thời gian chờ xác minh. Vấn đề kiến nghị thứ tư, xem xét và giải quyết những cái kiến nghị và đề nghị khác của chúng tôi nêu tại đơn kêu oan tố giác làm sai lệch hồ sơ của vụ án và kiến nghị kháng nghị tái thẩm mà chúng tôi đã gửi ngày 26 tháng 10 năm 2020. Rất mong được các cấp có thẩm quyền xem xét khẩn trương xử lý trên tinh thần đúng quy định của luật pháp, tránh làm oan người vô tội. Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, xin chân thành cảm ơn. Người làm đơn, luật sư Trần Hồng Phong đã ký, đồng ký đơn, luật sư Phạm Văn Thọ, luật sư Trần Đình Dũng, luật sư Trần Thanh Sơn, luật sư Trần Bá Học, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, cô Hồ Thị Thu Thủy, em gái của Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì của Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Len, dì của Hồ Duy Hải, ông Võ Văn Sân, nhân chứng ở Tây Ninh, ông Lưu Đức Quang, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Lê Đại Anh Kiệt, nguyên Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Đức, tất cả đã cùng ký. Đồng thời, chúng tôi gửi tới các quý vị các cái tài liệu đính kèm bao gồm: 1. Kết luận điều tra cáo trạng của vụ án;
2. Quyết định kháng nghị số 15 quyết định Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 7 ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quyết định Giám đốc thẩm số 05-2020, hồ sơ Giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, kèm theo đơn kêu oan cho bị án Hồ Duy Hải tố giác việc làm sai lệch hồ sơ vụ án và kiến nghị kháng nghị tái thẩm ngày 26 tháng 10 năm 2020, hai bản khai đầu tiên ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Hồ Duy Hải đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án được kết luận trong quyết định giám đốc thẩm, cũng như xác nhận cam kết của bảy nhân chứng về việc họ đã nhìn thấy từ tù Hồ Duy Hải dự đám tang tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 và giấy chứng từ của ông Hồ Chi, tức ông Tư Lan, thể hiện ngày chết của ông là ngày 12 tháng 1 năm 2008 và đám tang tổ chức ngày 13 tháng 1, chôn ngày 14 tháng 1 năm 2008. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày với quý vị một cái lá đơn của luật sư Trần Hồng Phong và các cộng sự cũng như gia đình Hồ Duy Hải đã gửi một cái lá đơn khẩn cấp kêu cứu cho lãnh đạo Việt Nam. Lá đơn này mới xuất hiện trên mạng xã hội cách đây vài tiếng đồng hồ. Và quý vị đã thấy rõ ràng cái vấn đề Hồ Duy Hải trong thời gian từ 19h50 tới 21h trong đêm xảy ra vụ án bưu điện Cầu Voi. Rõ ràng, thưa quý vị, có tới 7 nhân chứng làm đơn xác nhận họ đã tiếp xúc nói chuyện với Hồ Duy Hải tại cái đám tang của ông Hồ Chi, có tên khác là ông Tư Lan. Và rõ ràng, cái thời gian từ 19h50 đến 21h tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 nó hoàn toàn trùng khớp với thời điểm mà từ trước đến nay Hồ Duy Hải đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An căn cứ và những chứng cứ giả tạo quy kết rằng Hồ Duy Hải đã có mặt tại bưu cục Cầu Voi vào khoảng 19h30 ngày hôm đó, sau đó đã ra tay sát hại hai nữ nạn nhân, đó là các chị Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân, vào cái thời gian mà cơ quan điều tra khẳng định là 20h30 tối cùng ngày. Thưa quý vị, những cái chứng cứ mới của luật sư Trần Hồng Phong có một điểm đáng chú ý, đó là nó hoàn toàn phù hợp với hai bản khai đầu tiên của Hồ Duy Hải. Đó là ngày đầu tiên mà Hồ Duy Hải bị triệu tập lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An trước khi bị bắt một ngày. Trong đó Hồ Duy Hải đã khai rằng cái thời gian tối ngày 13 tháng 1, Hồ Duy Hải sau khi đi đặt điện thoại và thanh toán tiền trả cho chủ đề thì Hồ Duy Hải đã đến dự cái đám tang của ông Tư Lan, và tất cả những cái lời khai của bảy nhân chứng đã thể hiện và có thể khẳng định được rằng tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 trong khoảng thời gian 19h50 đến 21h thì bị án Hồ Duy Hải chắc chắn có mặt tại đám tang ông Tư Lan với những công việc phục vụ bưng bê rót nước vân vân và vân vân. Và rất nhiều người trong đám tang đã nhìn thấy, thậm chí nói chuyện với Hồ Duy Hải. Thưa quý vị, việc Hồ Duy Hải có mặt ở đám tang ông Tư Lan mà không hề đến bưu điện Cầu Voi, nó cũng hoàn toàn phù hợp với những tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải và hàng loạt các cái điểm mâu thuẫn khác trong hồ sơ vụ án mà chúng tôi đã phân tích trong lá đơn kể trên của luật sư Trần Hồng Phong và các cộng sự, cũng như trong các cái lá đơn kêu oan kêu cứu trong suốt hơn 10 năm qua. Và một cái điều quan trọng là người ta đã có trong tay các cái bút lục mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An tự ý rút ra khỏi hồ sơ. Và những cái vấn đề vừa kể nó được thể hiện rõ trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, kể cả trong quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đó là lý do vì sao luật sư Trần Hồng Phong cũng như các cộng sự và gia đình Hồ Duy Hải đã kêu cứu gửi đến các cái cơ quan tư pháp cũng như lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, để đề nghị làm rõ trên cơ sở đó để tiến hành một cái thủ tục cuối cùng, đó là tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải, để làm rõ Hồ Duy Hải có thực sự là hung thủ giết người hay là một cái vụ án oan 100%.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa với quý vị nhiều lần, vụ án Hồ Duy Hải nó gắn chặt với sự nghiệp của chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Được biết chỉ còn mấy ngày tới đây, sau cái phiên khai mạc của Quốc hội khóa 15 phiên thứ nhất, Quốc hội khóa 15 sẽ chuẩn bị các cái chức danh lãnh đạo nhà nước, chính phủ cũng như Quốc hội, kể cả cái vấn đề đối với các cơ quan tư pháp, đó là các cái lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Theo chúng tôi được biết, ông Nguyễn Hòa Bình sau đại 13 đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị. Đó là một cái điều mà dư luận xã hội hết sức bất ngờ. Bởi vì ông Nguyễn Hòa Bình trong vụ án Bưu điện Cầu Voi đã có những cái quyết định sai lầm. Vậy mà ông Nguyễn Hòa Bình không nhận lỗi, thậm chí còn khẳng định Tòa án Nhân dân tối cao trong năm 2020 chưa để xảy ra bất kỳ một cái vụ án oan hay bản án oan sai nào cho người dân. Thưa quý vị, ông Nguyễn Hòa Bình hiện nay được dự kiến là sẽ trở thành Phó Thủ tướng phụ trách công tác nội chính, tức là quản lý về vấn đề pháp luật, hoặc ông Nguyễn Hòa Bình sẽ chuyển sang làm trưởng ban nội chính trung ương. Và người ta hết sức lo lắng với tương lai của đất nước, đặc biệt đối với hệ thống pháp luật, khi mà Nguyễn Hòa Bình giữ những cái trọng trách như vậy là một cái điều hết sức nguy hiểm. Thì quý vị, theo quan điểm của chúng tôi, xuất phát từ cái lá đơn kêu cứu khẩn cấp mới nhất này mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, thì chúng tôi hy vọng những cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các cái nhân vật chủ chốt lãnh đạo nhà nước, người ta đủ tỉnh táo để xem xét, thậm chí người ta phải chấp nhận đánh đổi Nguyễn Hòa Bình để đổi lại cái sự công lý cũng như sự thượng tôn luật pháp ở Việt Nam. Và nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là bào kê cho Nguyễn Hòa Bình mà vượt qua và có đầy đủ can đảm, thì thưa quý vị, đó là một cái hy vọng cũng như một cái hồng phúc của đất nước. Và đó là những cái dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận những cái sai lầm, cũng như đặt cái quyền lợi của toàn dân lên trên quyền lợi một cá nhân Nguyễn Hòa Bình. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới số phận của bị án Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải tới đây có được minh oan hay không? Với những cái chứng cứ mới hoàn toàn có sức thuyết phục, và chúng tôi hy vọng Hồ Duy Hải, như chúng tôi đã thưa với quý vị từ nhiều bài nói chuyện trước, Hồ Duy Hải chắc chắn sẽ không chết. Nhưng mà Hồ Duy Hải sẽ bị giam cầm thêm một vài năm nữa, để đến khi vụ án này chìm xuồng, người ta sẽ lén lút trả tự do cho Hồ Duy Hải, với mục đích duy nhất là họ muốn bảo toàn danh dự cho chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi đến phút cuối của chương trình, và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ KTV bằng cách giới thiệu các chương trình của chúng tôi tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam, để mọi người có thể hiểu rõ hiện tình chính trị cũng như các cái vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay ra sao. Và thưa quý vị, cái việc cổ vũ cho KTV là những cái hành động cần thiết, góp phần trong cái cuộc vận động dân chủ mang tính tiện tiến, làm bước nào chắc bước ấy, trên tinh thần chấn hưng dân khí, nhân nâng cao dân trí của xã hội, để mọi người có những cái hiểu biết đầy đủ rõ ràng, đặc biệt hiểu về quyền của mỗi cá nhân. Trên cơ sở đó, mọi người sẽ tự quyết định cho mình sẽ phải làm gì để đóng góp cho việc xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh và độc lập. Người dân có tự do. Ở Việt Nam có một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, và nhà nước ở Việt Nam là một cái nhà nước pháp quyền được cai trị bằng luật pháp và công lý được thượng tôn. Thưa quý vị, nếu quý vị có các cái vấn đề hay những câu hỏi, xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi trong phần comment, hoặc quý vị có thể gửi cho chúng tôi những cái bài viết thấy theo quý vị nó là những cái vấn đề cần phải được lan tỏa. Đề nghị quý vị liên lạc với chúng tôi qua phần email, hoặc quý vị có thể đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua hệ thống Messenger của cái trang Facebook Việt Thành KTV, và chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp những yêu cầu của quý vị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn.
và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.